Kính chào quý khách đến với kênh Phi Nguyễn Mặt Tiền Tân Phú. Hôm nay mình xin giới thiệu một bất động sản hiện đang kinh doanh khách sạn. Nó có diện tích ngang 8, dài 15m vuông vắng, với kết cấu là 1 trệt 7 tầng, có tổng là 28 phòng đầy đủ tiện nghi và hệ thống phòng cháy chữa cháy đầy đủ. Giá bán là 28 tỷ còn thương lượng. Bất động sản này tọa lạc trên mặt tiền của đường Tân Hương. Con đường có chiều rộng 20m, đủ lộ giới, kinh doanh buôn bán xe mất. Cách ngã ba đường Độc Lập khoảng 100m, cách chợ Tân Hương khoảng 300m. Bất động sản này có hướng đông, mát mẻ. Quý vị quan tâm đến bất động sản này xin liên hệ em theo số điện thoại 0908 276 630 hay bấm like và đăng ký kênh để xem thêm nhiều căn nhà ở quận Tân Phú. Em xin cảm ơn.